Hôm nay mọi người nghỉ phép hết hay sao mà công ty vắng quá vậy? Dạ thưa chủ tịch, trong thời gian chủ tịch nằm trong bệnh viện, có một số nhân viên đồn công ty mình phá sản, còn một số thì chuyển qua công ty của chị Mỹ và anh Thanh, còn một số còn lại thì chuyển qua công ty khác. Không ngờ Mỹ và Thanh đã chơi tôi một chú lớn như vậy. Nhưng không sao, tôi tin với những nhân lực còn lại ở đây, chúng ta vẫn có thể chạy được dự án. Dự án chiến lược cung cấp ô tô bay sẽ được trình bày. À, mọi người nhìn lên bản slide đi. Chúc mừng sản phẩm mới của chúng ta được tung ra thị trường. Hy vọng sẽ được khách hàng đón nhận. Vô. Xin lỗi, em gấp quá à. Trang điện tử của bên mình đã bị khóa vì vi phạm bản quyền. Hiện tại không được hoạt động nữa. Trời, tại sao? Anh nhớ mình đâu có cạnh tranh với ai. Theo em được biết thì công ty của anh Thanh cũng vừa tung ra sản phẩm mới y chang của bên mình. Bên đó cũng chính là người đâm đơn kiện bên công ty của mình. Được, tốt lắm. Anh yên tâm đi. Sau cú này á, tôi sẽ có thưởng cho anh. Được. Rồi, bye bye. Anh uống đi. Vậy là sau vố này á, công ty K&T sẽ không ngóc đầu lên được đâu. Mà không ngờ, một công ty xây dựng biết bao nhiêu năm, chỉ cần một vố thôi tiêu tan thành mây khói luôn. K&T sập rồi. Từ bây giờ trở đi sẽ là thời của T&M. Anh nói vậy em thấy đúng không? Tụi mày chờ đó, mọi việc chưa dừng lại ở đây đâu. Tao còn có trò hay cho mày và cả công ty của mày thêm một lần nữa. Khi sương tan là nắng sớm mai, sáng soi che khuất bóng đêm dài. Một nụ hồng rực lên sắc hương.